Sau một thời gian thì xuất hiện một con cá chép koi bơi ngược dòng thác nước, và cuối cùng con cá chép koi này đã vượt qua thác nước đến đỉnh núi, đi qua cổng thiên đàng và đã hóa thành rồng. Đây là một hồ cá koi mà Hà thấy khá rộng và đẹp mắt. Hi, xin chào cả nhà, xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các em đã trở lại trên kênh Hà Vũ Khí Vlog. Hiện tại là Hà đang có mặt ở một khu viên cổ Vinh Hồng Central Park. Và Hà đi đến đây, Hà sẽ review, chia sẻ cho quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các em quan cảnh của khu Vinh Hồng Central Park. Hà đi review ở đây, rồi Hà sẽ chia sẻ cho quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem để thư giãn cái quan cảnh ở trong khu Vinh Hồng Central Park nha cả nhà. Hồ cá này nằm trong công viên Vinhome Central Park nha cả nhà. Nhìn những em cá koi rất là thân thiện, rực rỡ sắc màu. Hà rất là thích luôn cả nhà. Không biết cả nhà có thích nuôi cá koi hay không, nhưng mà nếu ai đó nuôi cá koi thì chắc chắn nhà đó cũng là có điều kiện, cũng rất là khá giả ha. Đây là một cây cầu khá đẹp bắc ngang qua hồ cá koi. Khi mà thích cá koi thì Hà có tìm hiểu một chút xíu, nên Hà chia sẻ lại quý ông bà cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị, không biết đúng hay sai thì vui lòng quý ông bà cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị để lại comment dưới nha. Trong truyền thuyết lưu lại thì tại một ngọn núi có thác nước chảy từ trên đỉnh núi xuống. Ngay trên đỉnh núi có một cổng thiên thông với thiên đàng. Với ngọn núi cao và nước chảy xiết như vậy thì chưa có một cái loại cá nào có thể bơi ngược dòng thác lên đến đỉnh núi. Sau một thời gian thì xuất hiện một con cá chép koi bơi ngược dòng thác nước, và cuối cùng con cá chép koi này đã vượt qua thác nước đến đỉnh núi, đi qua cổng thiên đàng và đã hóa thành rồng. Wow, vậy là con rồng nó là hậu vệ của con cá chép koi nha cả nhà. Cá chép koi hóa rồng thì con rồng là con cá chép koi nó hóa ra mà. Hà suy luận vậy thôi chứ không biết là nó như thế nào luôn. Ngày nay vào những dịp cuối năm thì chúng ta thấy có một cái tục là đưa ông táo về trời đúng không? Đó, cá chép koi vượt phủ môn hóa thành rồng đã được lưu truyền từ đó cho đến nay. Nên cứ vào mỗi dịp cuối năm chúng ta thấy có cái lễ cúng ông công, cúng ông táo. Lễ cúng ông công ông táo thì không thể thiếu đi cá chép, bởi vì cá chép là phương tiện duy nhất đưa ông công ông táo về báo cáo với Ngọc Hoàng về tình hình sinh sống của mỗi gia đình xã hội ở trần thế này. Quan niệm của người Trung Hoa, nếu chúng ta nuôi cá chép koi màu vàng càng to lớn thì sự thịnh vượng giàu có càng lớn. Về sắc màu của cá koi thì Hà cũng được tìm hiểu và có được thông tin như thế này. Không biết quý ông bà cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị, có ai đã có sự may mắn từ việc nuôi những chú cá koi có những cái màu sắc như thế này hay chưa? Thì nếu có thì vui lòng comment bên dưới và chia sẻ với Hà nha. Cá koi màu vàng sẽ mang lại sự phồn thịnh hạnh phúc. Cá koi màu trắng khoang vàng đỏ là sự vững mạnh, thành công trong sự nghiệp. Cá koi màu trắng nhưng mà khoang vàng đen là cảnh báo với mỗi người chúng ta về cuộc sống vốn dĩ không chỉ màu hồng. Cá koi màu trắng bạc biểu trưng cho mã đáo thành công. Qua những giây phút vừa rồi thì Hà chia sẻ đến quý ông bà cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị một cái không gian rất là yên bình, với hồ cá koi, với những chú cá koi rất là thân thiện, với màu sắc rực rỡ.
Hà mong rằng với những gì Hà chia sẻ đến quý bà của chú anh chị cùng toàn thể quý vị, thì rất mong quý bà của chú anh chị cùng toàn thể quý vị được vui vẻ, được cảm thấy thoải mái. Hà thấy cũng có nhiều du khách đến đây ngắm cảnh và chụp hình nè. Khu Vinhome Central Park tuy là rộng đẹp nhưng mà chúng ta đến tự do nha cả nhà. Chúng ta đến đây không phải tốn một khoản phí nào. Không gian ở đây giống như là một không gian hồ cá coi mà thiết kế theo kiểu của Nhật vậy cả nhà. Hà thấy cái không gian đây rất giống nét kiến trúc và công viên của bên Nhật luôn á, đẹp lắm. Cái cầu nè, cả nhà nhìn thấy cái cầu không? Nó rất là nghệ thuật, nó không thay vì người ta bắt thẳng hơn nhưng mà không bắt thẳng, nó làm cho nó uốn éo như này, nhìn nó nghệ thuật, nó đẹp lắm. Bây giờ thì Hà tiếp tục đến một hồ cá coi ngay cạnh bên đây thôi. Đây là hồ cá coi nha cả nhà, quá rộng luôn ha. Không gian nơi đây rất yên bình và cảnh vật thì trông rất là nên thơ. Bây giờ thì Hà đến chỗ ngắm cá và Hà sẽ review tại đây. Đó, cả nhà thấy nhiều cá chép coi chưa? Nhìn vui mắt quá cả nhà. Chỗ này mấy em nhỏ thích lắm nè. Nếu như ba mẹ và các em nhỏ không đến nơi này được thì thông qua hình ảnh trong clip này cũng mang lại niềm vui và sự thú vị cho ba mẹ và các em nhỏ ở nhà nha. Còn nếu như ba mẹ và các em nhỏ đến đây được thì hãy đến công viên Vinhome Central Park ở quận Bình Thạnh, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Chỗ này hoàn toàn miễn phí nha cả nhà, vô không phải tốn tiền vé gì hết mà chúng ta có thể ngắm một cái công viên rộng lớn có khu vui chơi và có hồ cá coi như thế này nè. Rồi Hà xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, các bạn và các em đã đồng hành với Hà. Hy vọng là những cái hình ảnh vừa rồi Hà chia sẻ cũng mang lại một chút xíu niềm vui hữu ích đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn để có những giây phút thư giãn thật là thú vị